kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, 21 tháng 2 năm 2022. Quý vị thân mến, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết Pleiku, những vùng mây dông trên khu vực các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm. Hiện tại đến những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Chi Linh, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố lốc sét và gió giật mạnh. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, kết hợp rìa phía bắc của dải thấp xích đạo. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng như sau. Tại khu vực phía bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Chi Linh. Cũng tương tự ngày mai, thời tiết tại khu vực này là mây thay đổi, ban ngày trời nắng, có thể sẽ xuất hiện mưa vào chiều tối, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt ở khu vực này dao động từ 17 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Ban ngày trời nắng nhiều mây, những cơn mưa rào kèm dông có thể sẽ xuất hiện vào chiều tối, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Thời tiết nắng ráo vào ban ngày. Ngày mai trời nhiều mây tại khu vực này, xuất hiện mưa rào kèm dông vào chiều tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay các mô hình liên kết ngày càng trở nên phổ biến, mang lại giá trị giúp các nông hộ cùng nhau phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thương hiệu. Điển hình phải kể đến Liên minh Lan Hồ Điệp mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Khép lại chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.